Xin chào mọi người, mình muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện quen người ít tuổi hơn. Vì tôn trọng là mối tình đầu của mình nên mình giấu tên thật là Hải, gọi là Hải giống nha. Ít tuổi hơn có this, có that. Hên thì gặp được bạn đáng yêu cư te, còn xui thì như mình nè. Mình và Hải giống quen nhau qua một lần bạn ấy thả wow hết bài post của mình. Xong nhắn cho mình bảo chị đăng thêm bài đi để em thả wow tiếp. Mình thì không có thích nói chuyện với người lạ, đẹp trai thì rép mới đầu cũng không định rep đâu nhưng mà hãy giống đẹp trai quá cho nên là rep luôn nói chuyện được một thời gian thì bọn mình bắt đầu mập mờ không hiểu bằng cách nào mà hãy giống thao túng tâm lý mình cách nói chuyện không phải gu mình nhưng không hiểu sao mà mình fall in love hãy giống từ khi nào không hay mập mờ được một thời gian hãy giống bảo muốn dừng lại vì muốn ở một mình không muốn yêu lúc đó mình đã có tình cảm rồi nên cũng buồn nhưng mà một vài ngày sau thấy hải giống xét relationship với người khác thế là đã không muốn yêu dữ chưa muốn ở một mình dữ chưa ta không hiểu sao chưa là gì của nhau cả nhưng mà mình buồn lắm mình nhớ hải giống kinh khủng nhưng không thể làm gì một thời gian sau hải giống chia tay người yêu xong cái nhắn cho em hỏi dạo này chị sao rồi lúc nhắn cho mình còn nói với mình trong lúc có người yêu ngủ mơ thấy mình nhớ mình mình cũng nhớ hải giống nên lúc đó mình không quan tâm đến chuyện cũ nữa và bọn mình lại mập mờ tiếp sau đó hải giống tỏ tình mình và bọn mình bắt đầu yêu mình cũng không hiểu sao mình lại đồng ý yêu hải giống luôn trong khi trước đó hải giống từng gót mình để yêu người khác mình bị thao túng tâm lý một cách mù quáng mới đầu yêu thì bọn mình xích mít cãi nhau nhiều nhưng mà mọi chuyện đều được giải quyết Hải giống cũng đối xử tốt với mình, mỗi lần mình tiêu cực, Hải giống luôn gọi nói chuyện an ủi mình, vì mình bị ám ảnh chuyện bị bỏ rơi nên lúc nào Hải giống cũng nói, em hứa em thề em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu, chị tin em đi, em chỉ sợ chị bỏ em thôi. Vì yêu xa, 6 tháng nữa mới gặp được Hãy giống bảo mình đợi, hãy giống thật sự nghiêm túc yêu mình, yêu xa còn hạnh phúc hơn yêu gần. Đó là chưa yêu ai nhiều như yêu mình. Cái suy nghĩ lúc yêu mình khác với người yêu cũ, chúng mình sẽ yêu được lâu, còn người yêu cũ thì không bao giờ nghĩ gì, đến đâu thì đến. Nghe tới đây là mình đã thấy có điểm red flag rồi. Nhưng mà mình là đứa ngang ngược nên đèn đỏ đâm thẳng. Mình bị thao túng tâm lý đến mức mà nghe hết những câu đó. Mình đã biết là không nên, nhưng mình vẫn tin hết những gì mà Hải Giống nói vì là tình đầu nên mình yêu nhiều lắm đặt hết sự tin tưởng và tình cảm vào nhưng mà mình đã nhầm rồi tất cả những gì mình cho đi mình nhận lại chỉ là lời hứa và lời thề thôi hãy giống hỏi mình có thích áo đôi không mình bảo có nhưng mà hãy giống chỉ hỏi cho có chứ không có mua hay làm gì hết một tuần rất ít thời gian gọi cho nhau vì thời gian ngày hãy giống đi làm tối về chơi game Hôm đó là chủ nhật cả hai được nghỉ, Hải giống hứa đặt chuông dậy sớm con. Cuối cùng thất hứa vẫn dậy muộn và dậy xong là game luôn. Lúc nào cũng chơi game tới 3 giờ sáng và lúc nào mình cũng đợi, mặc dù hôm sau mình phải đi học sớm. Nói với mình là sẽ có quà sinh nhật. Mình háo hức đến sinh nhật lắm, nhưng mà quả quà đúng là mình không ngờ tới. Bất có mẹ nó ngờ luôn, quà sinh nhật là chia tay với lý do đã từng hứa với mình. Bất ngờ chưa bà già, quà sinh nhật tuyệt cà là vời nha, nói là em chán yêu xa em không đợi được bây giờ em chỉ muốn chơi thôi không yêu nghiêm túc đâu mình đã yêu thật và chẳng nhận lại được gì bạn ấy nói yêu xa là thật cái gì chưa gặp chưa ôm chưa hôn chưa làm gì cả làm gì đến mức yêu thật thế nào mới là thật hả hải phải làm tình thì mới thật hả sau khi chia tay mình được một ngày hãy giống tán người mới luôn còn mình trong lúc đó không muốn tìm hiểu hay nói chuyện với ai cả chia tay xong mình đau khổ vô cùng ngày nào mình cũng khóc không một giây một phút nào mình ngừng nghĩ đến Hải giống, stress kinh khủng, hôm nào cũng thức đến gần sáng mới ngủ được. Còn Hải giống có thể sống vui vẻ như không có gì, đúng là kẻ yêu thật lòng đêm mất ngủ, người lừa tình cảm tối ngủ ngon, đời hại vãi ra. Nếu Hải giống có nghe được bài viết này, dù sau này có gặp lại nhau hay là không thì chị vẫn mong em sống hạnh phúc, đối xử với người yêu mình tốt vào. Chị mong em bớt hãm bớt làm khổ người khác, không làm được thì đừng có hứa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ à. hello mọi người cho mình hỏi là có nhà ai ở đây mà có bố cưng bình triệu mơ như này không ạ à? chẳng giấu gì chứ nhà mình có đến hai bình triệu mơ đó nhưng được cưng nhất nhà thì vẫn là cô út Nhà mình có bốn anh chị em, mình là chị cả năm nay 22 tuổi, dưới mình có hai cậu em sinh đôi 20 tuổi và cô Út năm nay 17. Mẹ mình mất đã hơn 10 năm nay, còn bố mình làm trong quân đội. Năm mẹ mất thì cô Út mới lên 5 tuổi thôi, lại giống mẹ. Quấn mẹ nhất nhà. Vì em lúc đó bé hơn nên bố dặn ba anh chị ở nhà thương em hơn một chút. Bé con nhà mình siêu ngoan, hiểu chuyện, cái gì cũng phần anh chị, bé nhà mình suy nghĩ lớn trước tuổi, nếu không muốn nói là như bà cụ non, lớn lên xinh xắn hệt như mẹ vậy, cao ráo trắng trẻo xinh xắn, lại còn học giỏi, biết ca hát bóng rổ, rồi chơi guitar piano lại còn đảm đang việc nhà. 17 tuổi thôi, nhưng mà em đó tự kiếm tiền được rồi, lên trước chị giáo rồi đó nha. Tiếng Anh thì bé nhà mình chơi đủ cái chứng chỉ từ IELTS đến TOEIC, còn tiếng Nhật thì chắc cũng N3 rồi. Do ngày xưa con bé thích học nên bố cũng đầu tư cho gái yêu kinh khủng lắm. Thích học gì thì bố cho đi học cái đó. Giờ thì bố nở mày nở mặt luôn, năm nào con gái cũng được sướng danh, với đủ mọi giải thưởng. dẫn con gái đi đến đâu là lại có người trêu, "Ôi con gái xinh thế này, chắc bố phải giữ kỹ lắm đây." Nhưng nói đúng thật mọi người ạ, ở trường bao nhiêu là chàng thích, nhưng mà nàng Tây nô no, chỉ học hành thôi thi thoảng thấy nó còn được cả đám con trai xếp hàng chờ tới lượt tặng hoa tặng quà mà nó chỉ lắc đầu từ chối hết tất cả khổ thế đấy chị nói là mình đây trông cũng có đến nỗi nào mà hai mươi hai năm nay chưa được nếm trải cái cảm giác được ai đó crush Tiện đây mình cũng muốn khoe con em gái bán luôn cô chị nha mọi người. Bạn nào chưa có bồ thì bình luận ảnh ở dưới để mình chủ động inbox làm quen nha. Quay trở lại với câu chuyện thì bố mình đó cứ phải gọi là giữ con như giữ vàng. Hôm đi xem con bé đi diễn văn nghệ, đội của em nó lên hát bài. Cây đa quán dốc, nhìn con gái xin ơi là xin trong bộ áo tứ thân xong đứng hát với một bạn nam mà mình cảm giác thằng nhỏ đứng gần thêm một xíu thôi là bố với hai thằng em mình sẽ xé xác thằng nhỏ bất bố thương con bé nhiều vậy cũng một phần là do con bé từng mắc bệnh trầm cảm khá nặng thời gian đó nó cứ như là cái xác không hồn phải can thiệp thuốc ngủ thuốc an thần đủ thứ đến giờ vẫn phải dùng nhưng mà ít đi rồi bố mình làm trong quân đội, nên lâu lâu mấy chị em cũng lên thăm bố. Năm nay dẫn em lên thăm, vừa thấy bố là con bé vẫy tay cười tươi đói. Các anh đang hành quân thì cứ ngoái cổ lại mà nhìn người đẹp, làm mình đến là buồn cười. Bố nhìn thấy thế, đuổi khéo hai chị em đi về luôn, bảo vệ cho bố làm việc. Mình hỏi thì bố bảo, hai đứa này ở đây thêm lúc nữa, là tao lại có cả tiểu đội con trẻ bây giờ. Ôi trời, nghe bà chết cười với ông bố nhà mình, sợ gì không sợ, chỉ sợ mất con gái thôi. Nhân đây cũng xin gửi lời đến các anh trong quân khu, là lần sau có nhìn em gái em thì liếc liếc thôi các chú bộ đội ơi, để lần sau còn có người để ngắm, chứ nhìn say bê quá chỉ huy cấm cửa hai chị em thì khổ ạ. À. Chào mọi người, mình là Hương, mình đã lấy chồng được hơn 10 năm, mình hài lòng với những gì mình đã có trong mắt tất cả mọi người, chúng mình là một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Hai con của mình kết quả của tình yêu giữa mình và chồng luôn khiến mình tự hào bởi các con thừa hưởng những nét đẹp của cả bố và mẹ, thông minh, lanh lợi và đáng yêu. Nhìn vào gia đình mình ai cũng tấm tắt ngợi khen, vợ chồng mình đẹp đôi, con cái khỏe mạnh hạnh phúc. Quả thực mọi thứ bây giờ mình có khá đầy đủ, vợ chồng công việc thuận lợi, thu nhập tốt, nhà cửa xe hơi đầy đủ, chồng hơn mình một tuổi, anh ấy đẹp trai, lãng mạn và sống chân thành. Chồng mình luôn hết lòng vì vợ con, có được người chồng như vậy mình rất tự hào và cảm thấy mình thật may mắn. Mặc dù chồng mình là người giỏi giao tiếp, nhưng anh ấy cũng thân thiết với ít người, chủ yếu là trong công việc, ngoài ra chỉ chơi với một nhóm bạn thân từ hồi đi học. Nhóm bạn thân của chồng họ coi nhau như anh em, thường xuyên gặp gỡ nhau, lúc thì uống cà phê, hôm thì đi nhậu, về nhà cũng tiếu tích chém gió nhắn tin cho nhau. Thấy chồng có cuộc sống lành mạnh như vậy, mình cũng rất yên tâm, tin tưởng vào chồng và nhóm bạn thân của chồng. Họ cũng hay rủ nhau đi chơi xa, có lúc vài ngày mới về. Sau mỗi chuyến đi, mình thấy chồng mình vui lắm, kể cho mình nghe rất nhiều chuyện vui, khám phá nhiều địa điểm đẹp và dự định sau này sẽ đưa vợ con đi chơi những chỗ đó. Nhưng rồi mình đã nhận được một cú sốc không thể đau đớn hơn. Cách đây mấy hôm, trong lúc chồng nhậu say về ngủ ly bì, mình tình cờ mở điện thoại của chồng, xem qua ai nhắn tin có việc gì quan trọng không. Bất ngờ mở nhóm tin nhắn của chồng và đội bạn thân của chồng, mình không thể tin nổi với những gì mình đọc được. Trong nhóm đó, những anh bạn của chồng mình hả hê về chuyện tối đi nhậu đi hát rất vui vẻ. Ai cũng có tay vịn trẻ đẹp ưng ý. Một người bạn của chồng nhắn trên nhóm, tao lấy số mấy con bé đó rồi, tụi nó đồng ý đi chơi với bọn mình, tụi mày cố gắng bố trí thời gian cuối tuần này đi chơi biển mấy ngày nha tha hồ lựa chọn đổi em cho nhau thoải mái đó chỉ là chuyện có tối nhậu hôm đó thôi mình xem tiếp các tin nhắn trong nhóm từ trước đây toàn bàn chuyện nhậu nhẹt gái gú bình phẩm em này chân dài em kia ngực khủng mình cũng phát hiện ra rằng cả đội trong đó có chồng mình tất cả đều có bồ họ không ngần ngại kể chuyện giường chiếu cho nhau coi đó là thành tích thậm chí bàn bạc chiến thuật cưa gái để rủ đi khách sạn cũng qua những tin nhắn của họ mình còn thấy những lần đi chơi ngủ lại nhà bạn đều là dối trá hết chỉ vì muốn trốn vợ để qua đêm đi chơi với bồ mà không ngần ngại gọi điện cho vợ bạn nói dối lý do đi cùng nhau đi công việc về quê với nhau nhưng thực chất là đang đi cặp bồ mình không ngờ cả hội bạn thân của chồng lại đổ đốn đến vậy trong khi mỗi lần gặp họ mình đều rất ấn tượng vì sự lịch thiệp yêu thương vợ con hết lòng đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dông được giả tạo thật sự, toàn là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Từ hôm đó tới giờ mình vẫn còn sốc, mình thất vọng vì người chồng phản bội của mình, chán ghét cái đám bạn lăng nhăng của chồng. Bây giờ mình chưa biết phải xử trí ra sao, mình có nên cấm chồng chơi với hội bạn thân của anh ấy không? Chồng mình lừa dối mình, mình có nên ly hôn không? Chào mọi người, mình là Giang, mình và Hoa là đồng hương, lại gần nhà cùng nhau, bước chân lên thành phố kiếm sống. Sau 3 năm yêu nhau á, mình và Hoa kết hôn. Khi đó mình 30 tuổi. Cuộc sống vợ chồng son rất là hạnh phúc. Vợ mình có con ngay sau đó luôn. Mình chăm chỉ đi làm kiếm tiền. Còn Hoa thì cũng là một người nhu mì, giản dị, chưa bao giờ có yêu cầu quá đáng với chồng hết trơn á. Thỉnh thoảng, hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn, nhưng hai bên đều chủ động làm hòa và chưa bao giờ để mọi chuyện nó đi quá xa. Nhưng sau 5 năm êm đềm như vậy, á, vợ mình bắt đầu thay đổi tính nết đây. Có một lần, một người bạn làm chung công ty nói với mình rằng á, thấy Hoa đi chơi riêng với người lạ. Tuy nhiên, mình vẫn chọn là tin Hoa, cho rằng bạn chỉ nhìn nhầm mà thôi. Do vậy, mình cũng bắt đầu quan sát vợ mình nhiều hơn để xác nhận rằng bạn mình thật sự sai. Và rồi, một đêm nọ, mình xem trộm điện thoại của Hoa thì phát hiện vợ nhắn tin riêng với người nào đó. Dù gặn hỏi, nhưng Hoa đều chối đầy đẩy à bảo đó là chuyện bạn bè sẽ giao cho vui chứ không có chuyện gì hết nên mình lại bỏ qua vì hoàn toàn tin tưởng lời nói của cô ấy mà một thời gian sau thấy vợ nhắn tin nhiều hơn nên mình quyết định xin nghỉ một ngày để theo dõi vợ quả nhiên vợ mình lén lút hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng mình thiệt nhưng mà cái điều cay đắng hơn đây người thứ ba đó lại chính là thành bản thân của mình trời ơi mình chết lặng khi bắt gặp vợ mình đi ăn uống với bạn thân. Về nhà, mình chờ gặp vợ để đối chất. Thì cô ấy thẳng thừng nói. Tôi chán cuộc sống như thế này rồi. Vậy em muốn sao để anh làm vừa lòng em đây? Em suy nghĩ lại đi. Nghe mình nói, Hoa chỉ biết im lặng và lơ mình rồi đi ngủ. Sau gần một tháng dặn co đúng sai như vậy, Hoa cũng thừa nhận việc cô ta yêu bạn thân của chồng. Thế nhưng, Hoa vẫn phân bua. Đây là chuyện ngoài ý muốn cô ấy nói với mình vậy nè. Chuyện em có người thứ ba là chuyện ngoại muốn. Thành cho em nhiều thời gian hơn, chở em đi chơi, thư giãn nhiều hơn. Giờ em không muốn sự gò bỏ nữa. Em gặp người thứ ba vì muốn có cuộc sống vui vẻ, phóng khoáng hơn. Em không muốn ràng buộc ai hết. Em muốn tự do, không muốn níu kéo cuộc sống chán nản thế này. Không suốt ngày phải chăm con và đón con đúng giờ. Các bạn biết hôn vì con mình còn quá nhỏ, muốn cho con có đủ cả bố lẫn mẹ nên mình sẵn sàng bỏ qua tất cả hy vọng hoa hồi tâm chuyển ý mà quay lại sau đó nữa mình cũng gặp trực tiếp người được gọi là bạn thân mà lại chen chân vào cuộc hôn nhân của mình đó để nói chuyện với tư cách là một người bạn một người chồng người cha của gia đình mình muốn thành chủ động rời xa vợ mình đi chấm dứt mối quan hệ sai trái này dùm. rồi trái ngược với thiền chí của mình ha thành công những không thấy có lỗi xấu hổ mà ngược lại còn lên giọng khiêu khích mình. Thành nói những lời mà tới giờ mình vẫn còn nhớ luôn. Chuyện vợ chồng ông tôi không biết. Ông giữ được thì giữ, giữ được mất phải chịu thôi. Trời trời, trước những lời bạn tôi nói, tôi chỉ biết nhào vô đánh cho thằng cha nó một trận thiệt nha. Nhưng mà vì gia đình và con mà, mình đã kiềm chế lại được các bạn. Về nhà, mình lại thuyết phục hoa thêm lần nữa. Nhưng mình vẫn nhận lại sự lạnh nhạt và ngang ngược của vợ. Anh muốn thì tôi chịu, miễn là giải thoát cho tôi. Tôi không muốn sống cuộc sống như thế này nữa đâu. Tôi muốn vậy, anh muốn sao? Đến nước này rồi, thì cuộc hôn nhân không thể nào cứu vãn được nữa rồi. Mình đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai. Kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm. Về quyết định nuôi con, Hoa cũng chẳng thèm tranh giành. Thẳng thừng tuyên bố, ai muốn nuôi thì nuôi. Rồi, vậy là con trai hiện đang được mình chăm sóc. Thỉnh thoảng vợ mình mới ghé về thăm con Cảnh gà trống nuôi con chắc chắn gặp nhiều khó khăn Nhưng mình vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều So với khoảng thời gian hai vợ chồng cãi cự không hòa thuận Các bạn biết không Cái câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan Hẳn chưa từng sai bao giờ, đúng không? Ngồi lại đây để tôi kể cho các bạn nghe về bà chị dâu của tôi Tôi đúng thật bó tay với bà chị dâu này luôn đó mọi người. Bà chị dâu của tôi tên Hằng là một cô gái xinh xắn trẻ tuổi. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi thôi, nhưng vóc dáng phải gọi là cực đỉnh. Khi chị dâu được anh tôi đưa về nhà thì tôi phải tắm tắc khen anh tôi may mắn các kiểu cơ. Hai anh chị yêu nhau được 8 tháng thì quyết định đi đến hôn nhân. Mình có hỏi anh, thế có phải gấp quá hay không? Thì anh trả lời, gấp gì đâu. Khi gặp đúng người thì không có chuyện gì gấp gáp hết. Nghe mà đúng ngưỡng mộ trước khi về nhà chị hằng đúng kiểu cô gái đảm việc nhà ăn mặc cũng phong cách nhẹ nhàng các kiểu bố mẹ tôi ưng bụng lắm tôi cũng rất thích vì có một người chị dâu như này thế mà lúc cưới về chị hằng đúng lộ ra hết những điều mà tôi không hài lòng mọi người chắc nghĩ tôi kiểu em chồng khó tính chứ gì nhưng không nha mọi người chị dâu tôi có những phong cách ăn mặc rất ba chấm khiến tôi không thể ưng nổi luôn đầu tiên là việc cả gia đình tôi ở chung với nhau Biết ở với bố mẹ thì chị cũng nên tém tém lại cách ăn mặc chứ Chả hiểu ba nghĩ gì Bà mặc áo lộ hết cả vòng ngực Quần thì ngắn tủn Nhìn rất là mất quan điểm Thà chị và anh tôi ở riêng đi Thì tôi không có thèm so đo Vì đó là người chị ấy Muốn mặc gì thì mặc Đây lại là trước mặt bố tôi Dù đã là gia đình Nhưng mà nó trước là không ổn Biết là chị còn trẻ đã phải lấy chồng Nhưng chị cũng biết ăn mặc như nào cho hợp lý chứ Mẹ tôi dù không ưng lắm nhưng lại hiền không có muốn nói, tôi nhiều lần muốn nói mà bị mẹ ngăn cản bảo, "Chị mới về, con đừng có nói gì để gia đình lại mất đoàn kết ồn ào." Thì tính mình đã cọc thì chứ, gặp chuyện khó chịu thì mình không nể mà bụp luôn, nể tình mẹ nói vậy thì thôi, tôi cũng cố bỏ qua. Mắt nhắm mắt mở không so đo nữa, bản thân còn nghĩ sẽ nhịn được mãi, nhưng mà đúng là chị ấy không hiểu chuyện thật hay cố ý như vậy. Hôm qua gia đình mình có tụ họp để bàn chuyện nhà thờ Vì là cả đại gia đình Đến nên mọi lứa tuổi ai ai cũng có mặt hết Tôi nghĩ bà chị biết vậy thì cũng ăn mặc cho nó lịch sự vào Mẹ tôi cũng nói luôn là mai mọi người tụ họp đông đủ Các con ăn mặc như nào đừng để mọi người đánh giá Đó, nói như vậy rồi Thế mà hôm qua làm hẳn quả váy dài xẻ ngực Cũng kính đó nhưng mà kính gì chứ không kính thân Bố mẹ tôi thấy quả thời trang chị thì mặc đúng tái Thế là tôi xin phép gia đình Rồi kéo chị ra sau nhà nói chuyện Khi ra sau nhà tôi mới thẳng thắn nói Em không biết chị giả ngu hay là ngu thiệt nữa Hôm qua mẹ đã dặn phải ăn mặc lịch sự vào Mà giờ xem chị đang mặc cái gì vậy Chị nghe tôi nói thì ngạc nhiên Nhìn trừ giọng chanh chua nói Em sao hổn vậy Chị mặc như này có gì sai Với lại cơ thể chị thì chị mặc gì không được Ai suy nghĩ đen tối thì nó sẽ ra đen tối thôi Má nghe có cấu không? Thà trước đó mẹ tôi không nói gì đi, nhưng đây đã nhắc nhở rồi mà còn như vậy nữa. Thì chị ấy không tôn trọng lời nói mẹ tôi còn gì? Cãi qua cãi lại thì cũng không được lợi gì, nên tôi mới thở dài bảo chị thay đồ. Thế mà chị lại giận dỗi, bảo tôi là đúng là cô em chồng chua ngoa khó tính. Sau đó chị quay người lên tầng không chịu ăn uống gì, dù anh tôi có lên dỗ dành như nào. Mọi người ơi, giờ có cách nào trị được chị dâu tôi không? Chứ như này thì tôi sợ gia đình sẽ có cuộc đập nhau nảy lửa giữa chị dâu em chồng mất. Mình không hiểu anh kia nghĩ gì mà lần hẹn đầu tiên đưa em đi ăn vỉa hè luôn ý. Chuyện là mình có quen trên mạng một anh học cùng trường. Vì là đàn anh nên mình mới lịch sự trả lời. Thế nào nhắn tin lại thế cuốn. Anh cũng giúp mình rất nhiều về việc học tập nên dần dần mình bị rơi vào lưới tình. Vì mình cũng có cảm tình với anh nên cũng không ngại mà bật đèn xanh cho anh biết cả hai cùng nhau tìm hiểu sở thích và mọi thứ cuối cùng anh tỏ tình với mình khoảnh khắc ấy mình tất nhiên là rất vui mình nhảy cẩn lên rồi hú hét liên tục thế là bọn mình bắt đầu bên nhau những ngày trở thành người yêu trên mạng tình cảm bọn mình ngày càng lớn hơn mình còn rất hồi hộp mong chờ gặp anh ngoài đời bản thân mình còn hy vọng là mối tình này sẽ kéo dài nhưng ai mà ngờ được sau những ngày nói chuyện thì anh có rủ mình đi hẹn hò vì là buổi đầu gặp mặt của hai đứa nên mình đã chuẩn bị rất lâu mách cúp nhẹ nhàng mặc lên một bộ váy trắng xinh đẹp xịt nước hoa thơm tho các kiểu nhìn bản thân trong gương đúng là không phụ lòng bản thân chuẩn bị suốt mấy tiếng mình ngồi tưởng tượng hình ảnh buổi hẹn hò hôm nay bọn mình sẽ đi ăn một quán ngon khung cảnh lãng mạn cả hai trò chuyện vui vẻ và thưởng thức những món ăn Ăn xong cả hai sẽ đi xem phim, không thì ngồi quán cà phê xinh xắn nào đó. Ừ, nghĩ chỉ muốn hét lên sung sướng thôi à. Lúc cả hai đi trên đường, mình và anh nói chuyện rất vui vẻ. Anh cũng chủ động hỏi mình muốn đi đâu, muốn ăn gì. Nhưng con gái mà, ai mà chẳng nói, em đi đâu cũng được, ăn gì thì tùy anh. Tại một phần mình cũng muốn xem anh có kế hoạch gì cho buổi hẹn hò này không á. Một phần là mình thật sự không biết đi đâu, ăn gì thiệt. Thế nào một lúc sau anh chở mình đến một quán nướng gần bờ hồ. Lúc đó trong mình đã có một sự không vui rồi. Mặc thế này mà ngồi ở đây á, đáng nhẽ là phải một quán ăn kiểu sạch sẽ sáng sủa chứ. Ăn nướng cũng được, nhưng đi ăn kiểu lẩu phan hay ăn ở mấy trung tâm thương mại cũng được mà. Chứ mình váy vóc thế này ngồi ở đây thì kỳ vãi. Rồi anh đổ xe xuống cây cởi mũ cho mình. Mình đã phải hỏi lại, mình ăn nướng ha anh, để tìm kiếm sự thay đổi. Nhưng anh rất nhanh kéo mình xuống ghế ngồi, thôi đành vậy mình đã cố gạt đi sự khó chịu vì địa điểm ăn uống này anh chọn rồi vừa ăn vừa nói chuyện anh cũng chủ động làm hết chứ mình không phải làm gì cả nhưng cứ mỗi khi tiếng nằm nổ bếp bếp mà mặt mình lại tái lại hoảng hồn liếc nhìn chiếc váy lấm tấm dầu ăn khóc thầm luôn nhưng sự cố gắng của mình đã không thể kìm lại khi một miếng nằm nổ thật to rơi thẳng vào váy mình mẹ ơi nó nóng nguyên màu thịt nằm hơi đỏ với dầu in hình lên váy luôn mình lật đật dậy xin đi vệ sinh. Đứng cạnh nhà vệ sinh, mình cố gắng lấy giấy lau váy nhưng không thể nào đỡ được. Chân thì ngứa đỏ vì bị mũi cắn rất nhiều. soi gương theo bản thân trông thật là kinh. Đầu, tóc, quần, áo, ám, mùi lại còn bẩn. Chân thì đỏ lắm tắm như ghẻ vậy đó. Váy trắng mà bản thân thích nhất cũng vì miếng thịt mà không còn như trước. Mình tuyệt vọng thật sự. Cảm thấy uất ức, chỉ muốn ngồi trong này mà khóc thôi. Mọi người thử đặt vào trường hợp của mình thì có như mình không? thật sự nó rất là tuổi thân luôn ấy khi đã bình tĩnh quay trở lại mình cố gắng trả lời câu hỏi của anh nhiều nhất có thể nhưng tinh thần mình đúng kiểu bất ổn mình lúc này chỉ muốn đi về thật nhanh thôi thế là lúc anh đề nghị mình nói dối nhà có việc để cút xéo ngay từ trên đường đi về mình không nghe được gì từ anh và mình cũng không muốn nghe mình thật sự thất vọng về buổi hẹn hò này khi được anh trở về nhà thì mình nhanh chóng gật đầu chào anh rồi đi vào về đến nhà thấy anh cứ nhắn tin liên tục nhưng mình không muốn dính líu gì tới anh nữa hết á tưởng anh sẽ hiểu mà im luôn ai mà ngờ anh làm phiền hết gọi điện rồi nhắn tin khiến mình phải chặn luôn mình biết hành động này sai nhưng mà mình không đủ bình tĩnh cũng không muốn trò chuyện gì với anh thế nào anh lại đến trước nhà mình tra hỏi như đúng rồi nếu anh đã cố chấp muốn biết như vậy thì mình nói thẳng luôn là mình không hiểu tại sao anh lại đưa mình đi ăn vỉa hè trong khi bản thân mình đang mặc váy trắng và mình cảm thấy cả hai không hợp nên muốn kết thúc thế thôi thề, mình siêu ấm ức luôn ấy, méo hiểu sao ngày đầu đi hẹn hò mà đưa con gái nhà người ta đi ăn vỉa hè, mọi người thử hỏi coi, mình làm như vậy là quá đáng hả? À? Chào admin và mọi người, em là nữ và đang học đại học, em chia tay mối tình 4 năm từ thời cấp 3 với lý do là người yêu em ngủ với bạn thân khác giới. Khoảng thời gian đó em đã bị trầm cảm nặng, không thiết tha cuộc sống cũng như học hành. Sau đó gia đình đã vượt em dậy và 5 tháng sau em gặp anh, anh ấy hơn em 1 tuổi học đại học khác cùng thành phố với em anh ấy rất giản dị không chơi bời là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người xung quanh. Anh ấy cũng rất chăm chỉ làm thêm kiếm tiền phụ gia đình. Trong mắt em, anh ấy cực kỳ hoàn hảo. Anh ấy rất yêu chiều em, lúc nào cũng chăm lo chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ. Bên cạnh em khi em ốm, vỗ về em khi em buồn. Anh đã giúp em trời khỏi bóng ma của quá khứ, giúp em có động lực học hành và suy nghĩ về tương lai. Em đã cảm thấy em là cô gái may mắn nhất. Nhưng cho tới tháng trước, em vô tình biết được anh ngủ với người ta những tháng hè anh có đi làm công ty để kiếm tiền đóng học khi anh làm rảnh tay anh sẽ gọi video cho em hai đứa nói chuyện vui vẻ anh hay kể về những đồng nghiệp anh mới quen phần nhiều là nữ người yêu em là người có ngoại hình ưa nhìn ăn mặc gọn gàng nên cũng được nhiều cô để ý em cũng hay lo bóng gió nên có học trên mạng đưa dây buộc tóc cho anh đeo sau đó biết anh cất vào túi em có hơi không vui nhưng anh nói chật cổ tay nên em cũng thông cảm Khoảng thời gian sau mọi chuyện vẫn bình thường. Có những tối anh xin phép đi ăn uống với mọi người. Vì tin tưởng nên em cũng nhắc anh uống ít thôi trở về nghỉ ngơi sớm. Khoảng thời gian sau đó em thấy anh có hay tương tác với một bé rất xinh. Hỏi ra mới biết bé đó làm cùng công ty với anh. Lên đây lạ nước lạ cái, gia cảnh cũng khá tội nghiệp nên anh có giúp đỡ và để ý một chút. Tới một hôm anh nói đi uống bia cùng đám bạn trên thân cấp 3. Em ở nhà chờ mãi không thấy anh về tối muộn cuối cùng anh cũng về anh bảo mệt và đi ngủ luôn em thì thương anh nên sáng hôm sau có mua đồ ăn sáng mang đến em không biết là từ lúc đó ánh mắt anh nhìn em đã không còn như xưa nữa rồi anh ngủ với con bé đó sau lưng em em thì không hề hay biết vẫn vô tư quan tâm anh vẫn nghĩ em là duy nhất cho đến khi mọi chuyện vỡ lỡ tối hôm đó cả thế giới của em trở nên xám xịt em không khóc nổi anh thì liên tục xin lỗi em anh nói với em coi như được chơi gái free anh nói vậy thì con bé kia phải làm sao nó không biết là anh có người yêu nó cũng là người tội nghiệp em rất suy sụp nhưng vẫn cố bình tĩnh sau khi nghe em đã nhắn tin cho người yêu em em yêu anh em nhớ anh mà tim em thắt lại bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ tan biến anh trở nên xấu xa tột cùng trong mắt của em anh xin lỗi em rất nhiều anh xóa kết bạn với bé kia hứa sẽ bù đắp cho em em nghe không nổi nhưng em vẫn đưa anh đi mua váy tặng bé kia coi như quà xin lỗi em mong anh sẽ không làm em thất vọng thêm lần nữa lại trở thành con người hoàn hảo trong mắt em nếu em gái kia có xem được bài viết này thì chị muốn nói là chị không trách em vì chị đủ tỉnh táo để biết đâu là đúng đâu là sai chị không ngu ngốc như em trao thân mong đổi lấy chân tình em không biết là bạn bè của người yêu chị thậm chí là người yêu chị mắng em thậm tệ như thế nào đâu Họ dỗ dành em suy cho cùng cũng chỉ vì cái gọi là giải tỏa áp lực. Em tình nguyện trở thành nô lệ của những con người như vậy sao? Con gái bây giờ có giá lắm, mình không khuyên các bạn thực dụng, nhưng các bạn hãy sống vì bản thân nhiều hơn một chút. Không bố mẹ nào tình nguyện nuôi một đứa con gái bao nhiêu năm để nó sống chết vì đàn ông. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào mọi người, mình là nữ câu chuyện mình sắp kể sau đây có thể sẽ gây ra tranh cãi nhưng mình vẫn muốn chia sẻ để phần nào các bạn có thể hiểu và thương cho những người đang trong nghề giáo một chiếc nghề nghe có vẻ danh giá nhưng rất bạc bẽo Gia đình mình có ba người, ba mẹ mình là giáo viên tiểu học, còn mình thì dạy tiếng Anh ở các trung tâm. Mình xin chia sẻ với mọi người những áp lực và trauma mà gia đình mình nói riêng hay các giáo viên trường công và tư đều gặp phải. Đầu tiên mình sẽ nói về việc dạy trường tư hay các trung tâm ngoài. Học sinh ở các trung tâm Anh ngữ đa số đến từ các gia đình khá giả và thậm chí giàu nước vách. Nhưng chính vì giàu mà đôi khi họ xem giáo viên như một người thợ dạy và không hề tôn trọng người đang truyền đạt kiến thức cho con họ mình từng nghe chính miệng một học viên trong trung tâm nói rằng ba mẹ em ấy bỏ tiền cho em ấy học cho nên giáo viên sống được nhờ tiền học của học viên và em ấy muốn làm gì thì làm nhiều phụ huynh vô lý kinh khủng khiếp không nắm được thực lực của con mình phòng đào tạo và tư vấn thì luôn luôn về phe phụ huynh vì sợ mất học viên nên cho dù đúng hay sai giáo viên và trợ giảng luôn thiệt thòi nhất tiếp theo là giáo viên trường công nhân vật chính ở đây là mẹ mình vì thường cô giáo sẽ luôn bị hà hiếp nhiều hơn Ba mình không gặp quá nhiều trauma ở trường và ba cũng cứng lắm nên không ai dám quậy ba mình hết. Quay lại với chị đẹp nhà mình, mẹ mình năm nay 53 tuổi rồi. Mẹ đang chủ nhiệm lớp 3 mà ngạc nổi năm nay lớp 3 bắt đầu học chương trình mới nên mẹ stress kinh khủng. Nhìn mẹ đâu đầu tới mức muốn bật khóc nhiều lần vì chương trình mới quá khó, khiến mình xót vô cùng. Mình không thể giúp mẹ 100%, vì mình không nắm được trẻ con ngày nay học gì. Chưa kể vì là chương trình mới, mẹ phải chuẩn bị dự giờ liên tục, nào là thiết kế giáo án điện tử, nào là giáo án giấy, đồ dùng dạy học quá trời thứ. Rồi tới cái thời khóa biểu cũng mất nết nữa cơ. Nhà mình ở Tiết Thủ Đức, trường mẹ ở quận 1, ngày nào đi làm cũng như đi phượt, mà mỗi ngày cứ đi đi, đi về về vậy hết bốn lượt mọi người đừng có hỏi sao mẹ mình không ở lại trường. Thứ nhất là trường không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng và cực kỳ nóng. Thứ hai là không có chỗ tắm táp, thì dạy tới chiều mình mẩy rất khó chịu. Thứ ba là mình mới bị tai nạn mổ nên đang dưỡng thương ở nhà, mẹ phải lo bữa trưa cho mình đấy. Mẹ có năng nỉ ban giám hiệu xin xem xét lại thời khóa biểu, thì họ cứ phớt lờ và bảo mẹ xếp thời khóa biểu khó lắm, cô ráng dùm. Tới vấn đề nóng hổi là học sinh và phụ huynh nè. À. Thật sự không phải vì gia đình mình toàn giáo viên nên mình bên đâu mọi người. Mà mình thấy thật sự là như vậy đó. Hồi xưa đi học thầy cô mà la hay đánh là thế nào về nhà cũng bị ăn chửi phải ăn đòn gấp đôi. Còn bây giờ mà giáo viên la có tí là tầm chiều hôm đó. Alo, sao cô la con tôi? Từ hồi đưa ra chỉ thị không cho đánh học sinh, thì học sinh thiếu điều muốn lên đầu giáo viên ngồi luôn. Bữa giờ cũng đang hot vụ cô giáo bật khóc khi học trò thách thức. Cô ngon cô đánh em đi, em về em nói ba mẹ. Dạo này nhiều giáo viên bị kiện lắm rồi đó mọi người đọc xong thì thấy buồn cười nhưng đó là nỗi đau của người làm nghề giáo đấy ạ à. mẹ mình vừa tâm sự với mình lúc chiều hôm bữa mẹ có lỡ gõ vào tay con bé kia tại nó cứ im lặng rồi không viết bài nó khóc nên mẹ cũng lo nguyên buổi chiều rồi tới tối hôm đó mẹ cứ hồi hộp lo sợ không biết phụ huynh có gọi chửi mình không mà hết hôm đó chưa thấy là thở phào nhẹ nhõm nghe xong chuyện đó mình đã khóc khóc rất nhiều khóc vì đau lòng vì căm phẫn tại sao giáo viên lại ra nông nổi này chứ một cô giáo hậu giang đã tự vẫn để lại con nhỏ vì trước đó bị phụ huynh chửi và nhà trường không bên vực. Tại sao không ai bảo vệ giáo viên vậy? Các bậc phụ huynh tại sao chưa hiểu rõ ngọn ngành, đã đả kích giáo viên? Và hỡi ba giám hiệu, chỉ vì sợ mất danh tiếng mà để giáo viên của mình chịu đựng oan uổng một mình như vậy hả? Có một lần động trời là phụ huynh đã vào tận trường để đánh mẹ mình. Nhưng sau đó vì sợ bị nói ra nói vào, nên cô hiệu trưởng đã xin mẹ mình đừng thưa kiện, Thời điểm đó đúng là địa ngục với cả nhà mình. Trong 32 năm làm nghề, mẹ mình còn gặp nhiều chuyện rất tồi tệ mà mình không thể kể hết được. Mình chia sẻ lên đây với hy vọng các bạn, các em, các bậc phụ huynh nghe được tâm sự của mình, có thể thấu cảm hơn cho các áp lực mà giáo viên đang gặp phải, mà có thái độ và cách hành xử nhẹ nhàng, ôn hòa hơn với các giáo viên, người đang dạy dỗ con em của mình. Có thể các bạn sẽ bắt gặp giáo viên xấu, hay đi học sinh, nhưng số lượng nhỏ lắm các bạn ơi. Và mình cũng muốn gửi lời động viên tới các thầy cô giáo. Hãy vững bước trên hành trình đưa đò của mình nha. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của mình. Ảo thực đấy mọi người à, chuyện là thằng em mình năm nay ôn thi lên lớp 10, do học hành kém lại ham chơi, nên mẹ mình mới thuê cho nó một bà chị gia sư. Ban đầu thằng em mình phản đối ghê lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải học gia sư của mẹ thuê. Cái chị gia sư cho thằng em mình là sinh viên trường sư phạm, dạy tốt, kiến thức vững, lại được cái hay hóng hớt với buôn chuyện chém gió rất nhiệt tình. Trước là hợp tính của mẹ mình luôn. Cách đây một tháng trong lúc mẹ mình đang ngồi xem tivi ở dưới nhà, chẳng biết diễn viên trong phim đóng đạt quá hay như thế nào mà mẹ mình cứ chửi um củ tổi lên. Bà chị gia sư này chắc thấy ồn ào nên đi xuống nhắc phụ huynh giữ trật tự để đảm bảo cho giờ dạy. Ngờ đâu đúng cái phim mà bà chị gia sư đó cũng thích Thế là cả hai người ngồi xem phim xong rồi chửi um củ tỏi lên Sau hôm đó thì thời gian học thêm của thằng em mình phải tăng lên lần gấp đôi Vì cô gia sư đó đến nhà là phải ngồi ăn bánh uống trà tám chuyện với mẹ mình nữa Mà được cái buôn chuyện với mẹ mình tâm huyết thế Nhưng chưa bao giờ lơ là trong việc dạy kèm thêm em mình Nên là mẹ mình ưng lắm Đỉnh điểm là hôm qua, chị gia sư đó lại đến để dạy thằng em mình học lúc đến thì mặt mũi méo sệt đi mẹ mình thấy thế thì liền tới hỏi chuyện sau một hồi tâm sự thì chị đó kể là mới bị bạn trai cấm cho cặp sừng, con Tuesday đó còn ngang nhiên chụp ảnh tựa vai bạn trai chị đó gửi cho chị đó, xong rồi còn thách thức các kiểu mẹ mình nghe xong thấy tức quá mới bảo chị đó tạm hoãn buổi học thêm đó lại, xong rồi mẹ chạy lên nhà lôi hai cây gậy vụt góp của bố mình xuống đưa cho chị đó để đi đánh ghen, chị đó thấy vậy liền lao nước mắt giao cho thằng em mình một đống bài tập để ngồi chờ chị đó đi đánh ghen với mẹ. Xong việc thì mẹ dặn mình ở nhà cơm nước cho thằng em mình ăn cùng. Còn mẹ mình thì bắt taxi, vác gậy vụt góp đi đánh ghen với cô gia sư ạ. Khoảng 2 tiếng sau, đang ngồi chờ thằng em làm bài xong, thì thấy mẹ với chị đó về. Mặt chị đó thì tươi như chưa từng có cặp sừng. Còn mẹ mình cũng cười, nhưng miệng vẫn không quên nói. Nãy chứ không cản cô là cô vụt tí nữa gãy cái gậy góp của chú rồi. Thôi vui lên nha, những cái loại đó không phải tiếc có gì thì cô gả thằng con trai lớn cho. Chị gia sư đó thấy mẹ nói vậy, liền gãi đầu gãi tai, cười xong rồi còn đáp lại. Cô nói thật nha, chỉ sợ em ấy không thích cháu thôi. Mẹ mình vên mặt lên kiểu rất tự tin, hất hàm nói, cháu yên tâm, em nhà cô, cô bảo gì mà chẳng nghe. Thế nha, thôi vào đây ăn cơm với cô xong rồi về. Mình nghe thấy mẹ nói vậy cũng giật mình thon thót luôn, đang yên đang lành tự dưng bị mẹ lôi ra bán cho chị gia sư của em trai giờ thì khả năng mình bị mẹ bán cho gia sư của em trai là rất cao mọi người ạ à. đang yên đang lành tự dưng bị mẹ bán cho gia sư của em trai mình thì mình phải làm sao đây cơ mà phụ nữ đáng sợ thật đó một khi đã hợp cãi nhau thì đồng lòng đáng sợ luôn hả mọi người